Kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Vấn đề quốc tế của Đài Phát thanh Truyền Đồng Nai và xin kính chào tiến sĩ Thành Trung, giảng viên tại Đại học Fulbright Việt Nam. Cảm ơn ông đã dành thời gian đến với chương trình ngày hôm nay. Và thưa tiến sĩ Thành Trung, thưa quý vị khán giả, thời gian đang trôi về những ngày cuối cùng của năm 2021, một năm thực sự khó khăn. Trong bối cảnh đại dịch để chương trình không đứt sóng, các vị khách mời của chương trình như tiến sĩ Thành Trung đây đã phải nỗ lực rất nhiều. Chúng tôi trân trọng cảm ơn ông về điều đó. Thưa tiến sĩ Thành Trung, thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng ta ngồi lại đây để điểm lại những gì đã diễn ra trên thế giới trong suốt một năm qua, để thấy được đại dịch đã không làm thế giới chùn bước và cùng nhìn lại xem những bất đồng kéo dài đã được tháo gỡ đến đâu. Vâng, có rất nhiều những điều để nói, phải không thưa tiến sĩ Thành Trung và quý vị khán giả? Và chúng tôi sẽ lần lượt điểm lại những diễn biến nổi bật và trước tiên là tình hình quốc phòng ở châu Á-Thái Bình Dương. Trong năm 2021, nhiều nước khắp châu Á đã đẩy mạnh các hoạt động vũ trang. Theo Lầu Năm Góc, cùng với việc đóng tàu sân bay thứ ba ở Thượng Hải, Trung Quốc, gần đây đã thử nghiệm một tên lửa siêu thanh. Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ tướng Mark Milley bày tỏ quan ngại sâu sắc về động thái của Trung Quốc. Về phần mình, Bắc Kinh cho biết đây không phải là một tên lửa mà là một cuộc thử nghiệm tàu vũ trụ thông thường. Không chỉ trong hành động đầu tư ngày càng mạnh cho quân sự, thái độ và lời nói của Trung Quốc cũng khiến các nước trong khu vực quan ngại. Phát biểu tại lễ kỷ niệm 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tháng 7, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Bắc Kinh sẽ không còn bị bắt nạt, áp bức hoặc khuất phục và bất kỳ ai cố gắng làm điều đó sẽ đâm vào bức tường thép vĩ đại. Nhật Bản và Hàn Quốc cũng đã nhanh chóng hiện đại hóa quân đội. Hồi tháng 9, sau khi Hàn Quốc thử một loại tên lửa mới, Triều Tiên ngay lập tức lên tiếng cảnh báo tham vọng liều lĩnh này của Seoul. Nhật Bản gần đây đã công bố kế hoạch triển khai thêm tên lửa vào năm 2022 tới chủ đảo Okinawa, nằm cách đất liền Trung Quốc chỉ vài trăm km. Nhiều nước có tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông cũng đang có những biện pháp nhằm duy trì hiện trạng ngoại giao trong bối cảnh những hành động gây hấn và quyết liệt của Trung Quốc tại khu vực tuyến vận tải biển chiến lược này. Úc hồi tháng 9 cũng có động thái đáng chú ý khi tăng cường hợp tác với Washington bằng cách thành lập một liên minh an ninh mới với Mỹ và Anh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương, được gọi là AUKUS. Nhà phân tích cấp cao tại Viện Chính sách Chiến lược Úc Malcolm Davis cho rằng khu vực này đang bị mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan về an ninh. Một vòng xoáy địa chính trị nơi các quốc gia liên tục củng cố quân đội của mình để đối phó với sự lớn mạnh của lực lượng các nước láng giềng. Chuyên gia này nhận định nguy cơ về một cuộc chiến quyền lực lớn đang gia tăng. Vâng, như những gì chúng tôi vừa đề cập thì rõ ràng là năm 2021 ở châu Á-Thái Bình Dương đã có một cuộc chạy đua vũ trang thầm lặng. Đây là hệ quả của sự tranh giành ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc trong khu vực, phải không thưa tiến sĩ Thành Trung? Đúng vậy, tuy nhiên chúng ta thấy rằng đây không chỉ là sự cạnh tranh về ảnh hưởng giữa Mỹ và Trung Quốc ở trong khu vực, mà nó còn là thể hiện một cái sự cạnh tranh đối đầu giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Và chúng ta cũng biết rằng là trong cái thời gian vừa qua, Mỹ và Liên minh châu Âu đã coi Trung Quốc là một cái đối thủ chiến lược hay là một đối thủ mang tính hệ thống, có nghĩa rằng là cái sự cạnh tranh giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như là đồng minh của Mỹ là Liên minh châu Âu nó đã tiến tới một cái giai đoạn mới, có nghĩa là một cái sự cạnh tranh về toàn diện, tất cả các khía cạnh và cái khái niệm về sự cạnh tranh về quân sự hay là quốc phòng nó chỉ là một phần trong một sự cạnh tranh toàn diện mà chúng ta đã thấy trong cái thời gian vừa qua. Và điều đó nó cũng thể hiện những cái bước tiến cũng như là những cái động thái của Mỹ và Trung Quốc ở trong khu vực. Thì chúng ta cũng thấy rằng là Trung Quốc trong cái thời gian vừa qua họ dựa vào cái việc mà phát triển vũ khí, cái nền công nghiệp quốc phòng nội địa của họ để họ thúc đẩy sản xuất cũng như là đưa ra những cái thử nghiệm vũ khí mang tính tối tân, và nó cũng có những cái lo ngại từ phía Mỹ về việc Trung Quốc đã thử nghiệm cái tên lửa siêu thanh cũng như là gia tăng cái gọi là cái kho vũ khí hạt nhân của họ. Ngoài ra thì Trung Quốc họ cũng đã thúc đẩy cái việc quan hệ đối với Nga như là một trong những cái cách thức mà để Trung Quốc gia tăng những cái đồng minh cũng như là cái đối tác của mình. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nhìn vào cái gọi là những cái hành động mang tính đa phương hay là song phương của Trung Quốc trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy rằng là Trung Quốc họ khá đơn độc trong cái việc mà họ có thể thúc đẩy các mối quan hệ đối với các cái quốc gia khác để nhằm đối phó với sự cạnh tranh ảnh hưởng của Mỹ và đồng minh ở trong khu vực. Trong khi Mỹ thì họ có một loạt các cái động thái để nối kết cũng như là thúc đẩy các cái sáng kiến đa phương đối với các cái đồng minh và đối tác của họ ở trong khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Thành Trung về những chia sẻ vừa rồi. Thưa tiến sĩ Thành Trung, thưa quý vị khán giả,
vừa rồi là một trong những điểm đáng chú ý nhất của châu Á Thái Bình Dương trong năm 2021. Cùng với đó thì tình hình tại nhiều nơi khác trên thế giới trong năm qua cũng sôi động hơn rất nhiều so với năm 2020. Sau đây chúng tôi xin tiếp tục điểm lại những sự kiện lớn đã góp phần tạo nên sự sôi động đó. Năm 2021, hơn 5 triệu người đã thiệt mạng vì COVID-19, cho dù gần 8 tỷ liều vaccine đã được tiêm. Trong khi đó, các nước nghèo vẫn đang phải chật vật để có được vaccine. Nhiều nước trên thế giới phải áp dụng các biện pháp cách ly và phong tỏa mới. Tuy nhiên, các biên giới đang dần được mở cửa trở lại và Thế vận hội mùa hè đã được tổ chức ở Tokyo sau một năm trì hoãn với các sân vận động vắng người. Ngày 6 tháng 1, hàng trăm người ủng hộ Tổng thống Mỹ, khi đó là ông Donald Trump, đã xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ở đồi Capitol để ngăn Quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2 tháng trước đó. Tuy nhiên, đám đông đã bị giải tán và ông Biden đã trở thành Tổng thống thứ 46 của Mỹ. Năm 2021 được đánh giá là năm của các cuộc đảo chính. Đầu tiên là cuộc phế truất chính quyền dân sự quân đội Myanmar vào ngày 1 tháng 2. Ngày 24 tháng 5, đại tá Assimi Goïta của Mali đã thực hiện cuộc đảo chính thứ hai chỉ trong vòng 10 tháng tại quốc gia này. Ngày 5 tháng 9, Tổng thống Guinea Alpha Condé bị lật đổ trong một cuộc đảo chính quân sự. Ở Sudan, trong cuộc đảo chính ngày 25 tháng 10, quân đội đã bắt giữ các thành viên dân sự của chính phủ chuyển tiếp được thành lập sau khi ông Omar al-Bashir bị lật đổ năm 2019. Ngày 15 tháng 8, sau cuộc tấn công chớp nhoáng trong bối cảnh binh sĩ Mỹ và Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO rút lui, Taliban đã tiến vào Kabul mà không gặp phải sự kháng cự nào. Lực lượng này đã giành lại quyền lực tại Afghanistan 20 năm sau khi bị liên minh quốc tế do Mỹ dẫn đầu lật đổ. Thủ tướng Angela Merkel đã rút lui sau 16 năm cầm quyền và gây bất ngờ cho thế giới khi yêu cầu phát một bản nhạc Prune trong buổi lễ chia tay chính thức. Nhà lãnh đạo đảng Dân Chủ Xã hội Olaf Scholz lên thay bà Merkel. Vào tháng 11, gần 200 quốc gia tham dự hội nghị lần thứ 26, các bên tham gia công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu COP26 ở Glasgow, Anh, đã cam kết đẩy nhanh cuộc chiến chống lại tình trạng nhiệt độ gia tăng. Tuy nhiên, theo các nhà khoa học, các cam kết đó không đủ để ngăn chặn sự gia tăng nhiệt độ ở mức nguy hiểm. Trong một động thái quan trọng đối với Trung Đông, ngày 5 tháng 1, 2021, tiểu vương Qatar Al Thani được Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman ôm hôn khi đến tham dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ 41 của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Sự chào đón nồng nhiệt này là chỉ dấu cho thấy hai nước đã chấm dứt bất đồng kéo dài từ năm 2017. Ngày 3 tháng 5, bạo lực đã bùng nổ giữa Israel và Palestine sau các cuộc đụng độ ở khu Sheikh Jarrah phía đông Jerusalem. Phong trào Hồi giáo Hamas đã bắn rocket vào Israel. Israel đã tấn công đáp trả, dẫn đến cuộc chiến kéo dài 11 ngày, khiến 260 người Palestine thiệt mạng. Phía Israel có 13 người thiệt mạng. Từ tháng 11, hàng ngàn người di cư phải sống tạm bợ ở biên giới của Belarus giáp với Ba Lan trong hành trình tìm cách vào EU. Phương Tây cáo buộc Minsk đẩy dòng người tị nạn này tới biên giới để đáp trả các lệnh trừng phạt của EU. Belarus và Nga phủ nhận và đã kích EU vì không tiếp nhận những người tị nạn. Ngày 23 tháng 3, tàu Ever Given chắn ngang kênh đào Suez khi bị mắc kẹt tại đây. Sự cố kéo dài 6 ngày gây sức ép lên chuỗi cung ứng toàn cầu vốn đã căng thẳng trong đại dịch. Hơn 360 tàu mắc kẹt cùng số hàng hóa trị giá 3 đến 9,6 tỷ đô la Mỹ. Sự cố cũng phơi bày điểm yếu của hệ thống thương mại toàn cầu khi vận tải biển quá phụ thuộc vào kênh đào nhỏ hẹp. Vâng, thưa tiến sĩ Thành Trung, có vẻ như năm 2021 thế giới đã sôi động hơn nhưng màu tối vẫn là gam màu chủ đạo. Đại dịch COVID-19 vẫn tiếp diễn. Chúng tôi thấy rằng mỗi khi cứ có tin rằng dịch êm ở nơi này thì lại có tin là dịch lại bùng phát ở đâu đó hoặc là xuất hiện biến chủng mới của virus. Và liệu là có điều gì bất thường ở đây không, thưa tiến sĩ Thành Trung? Theo tôi thì những gì đang diễn ra hiện nay đã đang thể hiện chính xác một cái thế giới mà chúng ta đang sống, nơi mà cái sự bất bình đẳng, giàu nghèo giữa các quốc gia đang ngày càng rõ rệt. Và điều này nó đang thể hiện trong cái dịch COVID-19 vừa qua, khi cái sự tiếp cận bất bình đẳng về vaccine đã ngày càng rõ nét giữa các cái quốc gia giàu và các quốc gia được coi là đang phát triển và không có nhiều nguồn lực trong cái việc mà đảm bảo cái nguồn cung cấp vaccine cho dân chúng của họ.
Và cái điều này nó cũng đã được cảnh báo bởi các cái chuyên gia dịch tễ trên thế giới rằng, và nếu mà thế giới này không đảm bảo được cái việc chip vaccine đầy đủ cho tất cả các người dân trên thế giới, thì các khả năng các cái biến thể của con coronavirus này nó sẽ diễn ra. Bởi vì chúng ta cũng biết rằng là nếu mà một cái khu vực nào đó nơi mà vẫn có nhiều người dân vẫn chưa được tiếp cận đầy đủ với vaccine, và điều đó nó sẽ dẫn tới là những cái con virus nó vẫn còn tồn tại và nó đang lây nhiễm trong cái một bộ phận dân cư nào đó, và nó sẽ qua thời gian và nó sẽ tạo ra những cái biến thể mới. Bởi vì chúng ta biết rằng là cái con virus này nó được cũng được coi là khá thông minh và nó tạo ra những cái biến thể mới để có thể sống sót. Cái điều này nó cũng đã thể hiện rằng là cái gọi là cái hệ thống y tế công cộng ở các quốc gia đang phát triển trên thế giới cần được phải cải thiện gấp trong cái thời gian sắp tới, và các quốc gia này họ không thể cải thiện cái nguồn y tế công cộng của họ bằng nỗ lực, và chính vì vậy họ cần cái sự giúp đỡ của các quốc gia giàu có hơn trên thế giới, và điều này nó cần có một cái sự chia sẻ cũng như là cái sự hợp tác của các quốc gia trên thế giới để cùng giải quyết cái vấn đề COVID-19. Và chúng ta cũng thấy rằng là Mỹ và một số các quốc gia giàu có khác trong thời gian vừa qua họ đã đưa ra rất nhiều cái sáng kiến cũng như là các viện trợ để giúp đỡ các quốc gia trên thế giới để về cái nguồn cung cấp vaccine cũng như là các thiết bị y tế. Tuy nhiên cái điều này nó vẫn chưa đáp ứng đủ với những cái sự biến chuyển mới của cái biến thể của coronavirus, và chính vì vậy các quốc gia cần phải hành động nhanh chóng hơn, không chỉ trong cái việc tiếp cận nguồn cung cấp vaccine mà trong cái việc gọi là triển khai chích ngừa vaccine COVID-19 cho cái người dân của họ. Và cái điều này nó cần một cái sự quyết tâm chính trị cực kỳ lớn từ các cái tổ chức quốc tế đa phương cũng như là từ chính các cái các cái thể chế chính trị của các cái quốc gia trong khu vực, đặc biệt là các quốc gia hiện nay được coi là yếu thế, không những về mặt khả năng quản trị quốc gia mà cũng yếu thế về cái khả năng là họ có thể đảm bảo cung cấp cái hệ thống y tế công cộng cho cái người dân của họ. Liên quan đến chính trường Mỹ, sau những nỗ lực không ngừng thì ông Joe Biden đã lên nắm quyền. Cử tri Mỹ đã hài lòng với những gì ông ấy thể hiện trong những tháng vừa qua chưa, thưa tiến sĩ Thành Trung? Khi mà chúng ta nhìn vào những cái chỉ số được coi là điều tra cái ý kiến của dân chúng đối với thành tích của Tổng thống Biden trong cái thời gian vừa qua, thì chúng ta đã thấy có một cái sự chênh lệch giữa các tháng trong năm 2021 cũng được coi là năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng thống Biden. Thì chúng ta thấy rằng là trong những cái tháng đầu tiên khi mà Tổng thống Biden mới nhậm chức, cái tỷ lệ cử tri Mỹ được coi là hài lòng đối với ông Biden đạt ở mức cao là khoảng trên 50%, và điều này được coi là sắp xỉ với những tổng thống tiền nhiệm được yêu thích của dân chúng Mỹ trước đây. Tuy nhiên thì bắt đầu từ tháng 7 thì bắt đầu cái tỷ lệ cử tri Mỹ được coi là hài lòng với ông Biden đã giảm sút, và cái điều này nó đã bắt đầu với cái việc mà chính quyền Tổng thống Biden đối phó với cái sự bùng phát của cái cơn dịch COVID-19 trở lại ở nước Mỹ. Mặc dù nước Mỹ được coi là cái nơi mà có cái tỷ lệ dân chúng được chích đầy đủ các liều vaccine được coi là cao, tuy nhiên là những cái vấn đề khác nhau giữa các cái tiểu bang cũng như là những cái tiểu bang được coi là bảo thủ, họ có những cái hành động chống đối cái việc tiêm chủng vaccine, và nó dẫn tới cái khía cạnh là bùng phát trở lại cái tỷ lệ những cái người nhiễm ở nước Mỹ, và điều này nó đã ảnh hưởng tới cái tỷ lệ cử tri hài lòng đối với những gì ông Biden cũng như là những cái biện pháp mà ông đưa ra trong cái việc mà chống dịch COVID-19. Và những cái biến thể mới giống như là Omicron đã xảy ra, nó cũng làm tăng cái sự lo lắng của dân chúng Mỹ đối với những cái biện pháp mà ông Biden đã thực hiện trong thời gian vừa qua có thể không hiệu quả, khi mà cái biến thể này có cái tỷ lệ có thể được coi là cái tỷ lệ lây lan nhanh hơn cái biến thể Delta. Tuy nhiên thì nó mặc dù chúng ta vẫn chưa biết chính xác về những cái khả năng lây lan cũng như là độc lực của cái biến thể Omicron, nhưng mà cái niềm tin của dân chúng Mỹ vào những chính sách của Tổng thống Biden ở trong nước được coi là một trong những cái yếu tố đã khiến cho cái tỷ lệ cử tri Mỹ ủng hộ ổng đã ở mức xuống thấp khoảng xung quanh khoảng cái mức 40%. Ngoài ra thì cái việc là chúng ta thấy rằng là cái chính sách đối ngoại của Mỹ nó cũng có nhiều cái vấn đề cần phải bàn cãi, khi vào tháng 8 khi mà chính quyền Tổng thống Biden quyết định rút quân ra khỏi Afghanistan, và cái việc rút quân thiếu sự chuẩn bị đầy đủ cũng như là sự tiên đoán về cái khả năng tiến quân của Taliban vào thủ đô Kabul đã để lại một cái hình ảnh nước Mỹ rút quân
trong vội vã cũng như là thiếu sự chuẩn bị, và đã nó tổn hại tới hình ảnh của nước Mỹ, và nó tạo ra một cái chính sách của đối ngoại của Mỹ được coi là thiếu sự chuẩn bị, được coi là rốt ráo, và dẫn tới cái tỷ lệ cử tri Mỹ cũng không hài lòng với chính sách đối ngoại của ông Biden. Và chúng ta thấy rằng là trong những cái tháng cuối năm 2021 thì cái tỷ lệ lạm phát của Mỹ đang ở mức cao, và do đó là chúng ta biết rằng là cái Cục Dự trữ Liên bang Mỹ trong thời gian vừa qua họ đã tuyên bố rằng là họ sẽ tăng lãi suất trong năm 2022 để đảm bảo rằng là cái mức tỷ lệ lạm phát nó sẽ quay trở về cái mức ổn định. Và cái việc mà tỷ lệ lạm phát ở những tháng cuối năm 2021 ở mức cao trong những cái thập niên gần đây đã gây ra cái sự lo lắng của cử tri Mỹ về cái nền kinh tế của nước Mỹ trong thời gian sắp tới. Mặc dù là chúng ta thấy rằng là trong cái thời gian vừa qua thì nước Mỹ đã có nhiều cải thiện trong cái nền kinh tế của họ ở các cái chỉ số về cái tỷ lệ việc làm cũng như là tỷ lệ tăng GDP. Tuy nhiên thì người dân Mỹ họ vẫn lo lắng về những cái viễn cảnh trong năm 2022. Thì đây được coi là một trong những cái thể hiện được cái việc cử tri Mỹ họ vẫn không hoàn toàn thuyết phục bởi những gì mà chính quyền Tổng thống Biden đã làm trong thời gian vừa qua. Và chúng ta cũng biết rằng trong năm 2022 thì đây là sẽ có một cái cuộc bầu cử giữa kỳ Quốc hội Mỹ, và đây được coi là một trong những cái điều hết sức quan trọng cho cái đảng Dân Chủ của Tổng thống Biden trong việc là liệu họ có kiểm soát được hai viện của Quốc hội tiếp tục hay không. Như chúng tôi đã đề cập thì năm 2021 là năm của các cuộc đảo chính. Vậy theo tiến sĩ Thành Trung thì những cuộc đảo chính đó có phải là điều tất yếu trong bối cảnh của từng nước hay không? Chúng ta thấy rằng là cái trong thời gian vừa qua thì là có nhiều cuộc đảo chính quân sự ở các nơi trên thế giới, và bắt đầu bằng cái cuộc đảo chính quân sự ở Myanmar, và sau đó có các cuộc đảo chính quân sự ở các quốc gia thuộc khu vực châu Phi như là Guinea và Sudan. Điều này nó cũng thể hiện rằng là các thể chế dân chủ hay là các cái thể chế lãnh đạo do dân bầu ra vẫn được coi là không ổn định, hay cũng không tạo được một cái vị thế vững chắc ở các quốc gia này. Và điều đó nó dẫn tới cái việc giới quân sự cảm thấy không hài lòng với những gì mà cái giới lãnh đạo dân cử đã thực hiện trong cái thời gian vừa qua ở các cái quốc gia như thế này. Và chúng ta cũng thấy rằng là các nhà khoa học chính trị trên thế giới họ đã đưa ra những cái khái niệm về việc một cái quốc gia nếu mà họ không thiết lập được một cái thể chế dân chủ ổn định hay là một cái thể chế dân cử ổn định thì cái điều này nó sẽ dẫn tới những cái sự xung đột hay là những cái mâu thuẫn âm ỉ ở trong cái lòng quốc gia đó, và điều đó nó có luôn luôn có thể dẫn đến một cái cuộc nội chiến hay là một cái cuộc đảo chính do giới quân sự dẫn dắt để nhằm bảo đảo lại cái trật tự ở cái quốc gia đó. Và cái điều này nó cũng chúng ta thấy rõ ở quốc gia Myanmar, khi cái giới quân sự cho rằng là cái chính quyền của cái đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi đã không thành công trong việc thiết lập trật tự của đất nước này cũng như là mang lại cái sự công bằng, và nó có nhiều gian dối trong cái cuộc bầu cử trước đó, và do đó chính quyền quân sự họ cần phải can thiệp để đảm bảo được cái sự trật tự cũng như sự cân bằng. Nhưng mà điều này nó đã gây ra phản ứng của rất nhiều quốc gia cũng như là tổ chức đa phương trên thế giới, bởi vì họ cho rằng là biện pháp quân sự sẽ không được coi là một cái biện pháp tốt để đảm bảo được cái sự ổn định ở một cái quốc gia, và cái chính quyền dân cử cần phải được duy trì, và họ chỉ có được coi là bị mất quyền lực khi mà người dân không ủng hộ họ trong cái bầu cử sắp tới. Và cái điều này chúng ta cũng thấy ở các cái quốc gia khác, ở châu Phi cũng vậy, khi là những cái quốc gia này họ cũng có những cái vấn đề riêng đối với cái thể chế dân cử của họ cũng như là các cái vấn đề về mặt kinh tế. Và chúng ta thấy rằng là ở cái ba quốc gia Myanmar, Guinea hay là Sudan, họ đều có cái điểm chung đó là của những quốc gia có nền kinh tế đang phát triển và nó có một cái sức phát điểm được coi là khá lạc hậu so với các cái quốc gia khác trên thế giới. Và chính cái sự bất bình đẳng về mặt kinh tế cũng như là sự bất bình đẳng về cái tiếp cận chính trị đối với các giới khác nhau, nó đã dẫn đến cái những cái mâu thuẫn không đáng có, và nó đã tạo ra một cái sự mâu thuẫn không có thể giải quyết được giữa cái chính quyền dân cử cũng như là cái giới quân sự. Và cái giới quân sự họ vẫn còn nắm giữ một cái quyền lực tương đối lớn ở trong lòng chính trị các quốc gia này, và do đó khi mà họ cần thiết thì họ có thể sử dụng sức mạnh của họ để can thiệp vào chính quyền dân cử.
Năm 2021, xung đột giữa Israel và Palestine vẫn nổ ra, tuy nhiên đã kết thúc nhanh hơn. Là do năm nay Israel có cuộc bầu cử quan trọng hay vì lý do nào khác, thưa tiến sĩ Thanh Trung? Tôi cho rằng là cái việc mà lý do cái cuộc xung đột giao tranh kéo dài 11 ngày đêm giữa phe phái Hamas và cái nhóm quân sự của những người Palestine ở dải Gaza và chính quyền Israel kết thúc nhanh chóng hơn dự tính thì không phải chỉ vì lý do là cái cuộc bầu cử ở Israel, mà nó có các cái yếu tố khác cả từ bên ngoài cũng như là bên trong đã dẫn đến cái việc là hai bên đều nhìn nhận rằng là cái cuộc giao tranh này nếu mà kéo dài tiếp thì nó cũng sẽ không mang lại cái thêm một cái ý nghĩa gì đó, cũng như là khó mà đạt được cái gì đó giữa hai bên. Thì một trong những cái vấn đề đó là cái phe phái Hamas họ đã chịu nhiều thiệt hại nặng nề trong cái cuộc giao tranh 11 ngày đêm đó, và không chỉ phe phái Hamas mà cả những cái người dân Palestine sống ở dải Gaza đã chịu sự không kích cũng như là trả đũa của không quân cũng như là của quân đội Israel. Chúng ta cũng biết rằng là phe phái Hamas họ đã dùng tên lửa và rocket để bắn vào các cái khu vực của Israel. Tuy nhiên thì những cái rocket của phe phái Hamas hầu hết thì đã không đạt được cái mục tiêu của họ, khi Israel họ có một cái sự ưu thế vượt trội về quốc phòng cũng như là cái hệ thống tên lửa đánh chặn. Và chúng ta biết rằng là Israel họ có một cái hệ thống tên lửa đánh chặn hết sức là nổi tiếng, có tên là vòm sắt, có nghĩa là Iron Dome. Và khi mà các cái rocket của phe phái Hamas được bắn lên từ cái dải Gaza vào cái khu vực của Israel, và các cái tên lửa từ cái hệ thống vòm sắt này họ đã phóng lên để ngăn chặn và nổ ở trên không trước khi là những cái rocket này có thể đạt tiến tới các cái mục tiêu cũng như là các khu dân cư của người Israel. Và cái việc mà chính quyền Israel họ đã trả đũa bằng cách là tấn công thả bom cũng như là tấn công tên lửa vào các cái khu dân cư cũng như là các cơ sở sản xuất cũng như là các cơ sở trú ẩn của phe phái Hamas đã dẫn tới là cái việc thiệt hại nặng nề dành cho người dân ở cái khu vực này. Và điều này nó đã dẫn tới là một cái phe phái Hamas họ phải chấp nhận những cái nhượng bộ đối với cái chính quyền của Israel. Và cái chính quyền của Israel họ cũng hiểu rằng là họ cần phải đạt được một cái thỏa thuận hòa bình tạm thời đối với cái phe phái này. Và đây không phải là lần đầu tiên mà hai bên đã đạt được một cái thỏa thuận tạm thời ngừng bắn. Và trong quá khứ thì chúng ta cũng biết rằng là giữa Palestine và Israel đã có những cái cuộc giao tranh quân sự lớn trong quá khứ, và cái cuộc giao tranh gần đây nhất và là vào năm 2014, thì cách đây cũng đã 7 năm. Và cái điều này nó đã thể hiện rằng là các cái cuộc giao tranh trong quá khứ mặc dù đã đạt được những cái thỏa thuận ngừng bắn cũng như là hòa bình tạm thời, nhưng mà họ luôn luôn có khả năng bị phá vỡ trong thời gian tương lai. Và điều này nó cũng có nghĩa rằng là cái cơ hội hòa bình lâu dài đối với cái người dân ở khu vực dải Gaza cũng như là đối với người dân Israel sẽ khó mà đạt được một cách bền vững nếu mà nó không có những cái nếu mà cái cộng đồng quốc tế cũng như là chính quyền của hai bên họ không có những cái biện pháp để kiềm chế giao tranh cũng như là có những cái biện pháp để kiềm chế những cái hành vi có thể là gây ra căng thẳng cũng như là những cái hành vi có thể được coi là tiếp mồi cho những cái xung đột bạo lực trong cái thời gian sắp tới. Vâng, bây giờ chúng tôi xin được chuyển sang một trong những diễn biến bất ngờ nhất của năm 2021, đó là việc Taliban lên nắm quyền Afghanistan. Taliban lên nắm quyền một cách thần tốc, nhưng tiến trình thành lập chính phủ lại diễn ra khá chậm. Theo tiến sĩ Thành Trung, thì nguyên nhân dẫn tới sự chậm chạp đó là gì? Thì cái điều đầu tiên là chúng ta cần phải nhìn nhận rằng Taliban họ không phải là một cái khối thống nhất, và họ thực sự là một cái tập hợp của các cái nhóm Hồi giáo khác nhau. Họ chỉ có cùng một cái mục tiêu là một thiết lập một cái nhà nước Hồi giáo. Mặc dù họ có những cái quan điểm khác nhau về cái độ cuồng tín cũng như là cái độ áp dụng cái Hồi giáo tới mức nào trong cái chính quyền của họ. Và do đó nó có một cái sự gọi là tranh đấu về quyền lực giữa các cái phe phái của Taliban sau khi họ đã giành được cái quyền lực ở Kabul. Và điều đó nó dẫn tới cái việc mà cần phải dàn xếp giữa các cái vị trí khác nhau của các cái phe phái khác nhau của Taliban. Ngoài ra thì cái những cái vấn đề mà Taliban cần phải có được cái sự công nhận của quốc tế trong cái việc mà tạo ra một cái hình ảnh mới của họ, giống như là họ là một cái chính phủ được coi là hợp pháp của người dân Afghanistan trong thời gian tới. Nó cùng đòi hỏi là cái phe Taliban này họ cần phải chọn ra những cái con người mà có thể được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Và cái
Và chúng ta biết rằng là cho đến thời gian này thì vẫn chưa có một cái quốc gia nào thừa nhận cái chính quyền của Taliban là chính quyền hợp pháp ở đất nước Afghanistan. Vào năm 2001 và cách đây khoảng 20 năm khi mà chính quyền Taliban giành chính quyền ở Afghanistan thì chúng ta thấy rằng là chỉ có 3 quốc gia là công nhận cái chính quyền Taliban vào lúc đó, đó là Ả Rập Saudi, UAE và Pakistan. Và hiện nay thì Pakistan được coi là một cái quốc gia hậu thuẫn lớn nhất cho cái nhóm Taliban. Tuy nhiên thì cho đến hiện nay họ vẫn còn dè dặt và vẫn chưa thực sự là công nhận cái chính quyền Taliban. Và điều này nó đã dẫn tới rằng là những cái tài sản của chính quyền Afghanistan trước đây ở nước ngoài hiện nay đang bị phong tỏa, và cái chính quyền Taliban họ không thể tiếp cận đối với những cái tài sản đó, và cái nền kinh tế của Afghanistan được coi là yếu ớt và nó sẽ phải chống chọi với cái mùa đông được coi là lạnh giá sắp tới, và điều này nó sẽ tác động rất lớn đối với những cái người dân nghèo ở Afghanistan cũng như là cái tính chính danh của chính quyền Taliban đối với cái người dân trong nước của họ, bởi vì họ cho rằng là cái chính quyền trước đây đã không thành công trong việc đảm bảo kinh tế cho người dân, và họ muốn cải thiện cái hình ảnh của họ không chỉ bằng những cái biện pháp quân sự mà những cái khả năng cải cách kinh tế. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là cái việc cộng đồng quốc tế vẫn dám chưa thừa nhận cái chính quyền của Taliban như là chính quyền hợp pháp và dẫn tới cái nền kinh tế của Taliban hiện nay được coi là cần phải được cải thiện và cần phải thay đổi, và những cái vị trí trong cái chính quyền Taliban cần phải có một cái cách tiếp cận khác đối với cộng đồng quốc tế, cũng như là cần phải tranh thủ được sự ủng hộ của các cái tổ chức từ thiện để đảm bảo rằng là cái nền kinh tế của họ sẽ không bị sụp đổ và người dân Afghanistan sẽ không chịu cảnh thống khổ. Vâng, vấn đề cuối cùng mà chúng tôi muốn đề cập đó là cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Trong năm qua, cuộc chiến này có đạt được nhiều tiến bộ không, thưa tiến sĩ Thanh Trung? Chúng ta biết rằng là trong tháng 11 vừa qua có một cái hội nghị về chống biến đổi khí hậu có tên là hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, được gọi tắt là COP26, đã diễn ra tại Glasgow, Scotland thuộc Vương quốc Anh. Và đã có tới 197 quốc gia tham gia cái công ước khung của Liên Hợp Quốc này, và họ đã thông qua một cái hiệp ước gọi là hiệp ước khí hậu Glasgow Climate Pact, và họ đều khẳng định lại cái mục tiêu là cố gắng khống chế cái sự gia tăng cái nhiệt độ trung bình toàn cầu ở ngưỡng dưới 2 độ C so với cái giai đoạn tiền công nghiệp. Thì trước đây nói vào cái hội nghị chống biến đổi khí hậu tại Paris vào năm 2015 thì các quốc gia họ đưa ra cái mục tiêu, đó nghĩa là cố gắng là giảm cái mức tăng ở giới hạn ở cái mức 1.5 độ C. Tuy nhiên vào năm 2021 hiện nay thì các cái nhà chính trị họ nhận thấy rằng cái mục tiêu 1.5 độ C nó dường như là vượt quá khả năng của họ, và chính vì vậy họ đã nâng lên một cái mức gọi là không cố gắng không vượt quá 2 độ C để nhằm tránh những cái tác động xấu nhất của cái việc biến đổi khí hậu. Và cái để đạt được cái mục tiêu này thì cần phải cắt giảm cái lượng lớn khí thải CO2 một cách nhanh chóng và bền vững. Và họ đưa ra cái mục tiêu là phải giảm 45% cái lượng khí thải CO2 vào năm 2030 so với năm 2010, và cố gắng về không vào khoảng giữa thế kỷ này, cũng như là giảm sâu phát thải các cái khí nhà kính khác. Và họ cũng kêu gọi là cái việc giảm dần điện than không sử dụng công nghệ thu giữ carbon, cũng như là các cái quốc gia này không nên trợ cấp cái tín dụng cho các cái dự án nhiên liệu hóa thạch mà không hiệu quả và có gây hại cho môi trường. Và đây được coi là một trong những cái bước ngoặt lớn, bởi vì lần đầu tiên cái nhiên liệu hóa thạch được đề cập tại một cái thỏa thuận của hội nghị thượng đỉnh khí hậu toàn cầu. Tuy nhiên thì nó có rất nhiều cái đánh giá khác nhau về cái thành công của cái hội nghị COP26 vừa qua, cũng như là những cái nỗ lực chống biến đổi khí hậu của thế giới trong năm 2021, bởi vì đối với nhiều nhà bảo vệ môi trường thì những cái cam kết này nó vẫn chưa thực sự là mang tính dứt điểm hay mang tính bền vững đối với việc chống biến đổi khí hậu, cũng như là những cái cam kết của các quốc gia giàu có trong những năm vừa qua vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc cũng như là hoàn chỉnh. Và chính vì vậy nhiều nhà hoạt động môi trường họ nghi ngờ về những cái cam kết lần này nó có thể chỉ là những cái cam kết chính trị và nó thực sự là không mang tính thực tiễn cao. Vâng, cảm ơn tiến sĩ Thành Trung đã giúp quý khán giả của chúng ta cùng nhìn lại thế giới trong một năm vừa qua. Vâng, có thể thấy là do vẫn phải nỗ lực để chống lại đại dịch COVID-19 và các tác động xấu của cuộc khủng hoảng y tế lên mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội vẫn tiếp diễn, nên màu tối vẫn là gam màu chủ đạo của bức tranh toàn cảnh thế giới năm qua.
Thế nhưng thưa tiến sĩ Thành Trung và quý khán giả, giữa thế giới bao trùm gam màu tối này, chúng ta đã khẳng định được sức mạnh và chúng ta có quyền tự hào rằng trong năm qua, chúng ta đã cùng với người dân trên toàn thế giới nỗ lực rất nhiều, đã vượt lên nỗi sợ hãi dịch bệnh, đã gồng mình vượt qua những mất mát và cả những khó khăn. Khép lại năm cũ, chúng ta cùng cầu mong một năm mới, tình hình sẽ tươi sáng hơn. Chúng tôi chúc tiến sĩ Thành Trung cùng quý vị khán giả năm mới sức khỏe và bình an. Và chúng tôi cũng sẽ có những dự báo cho năm 2022 trong chương trình kỳ sau. Xin mời quý khán giả cùng chú ý đón xem. Còn bây giờ, chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.